Tình cũ và đồng nghiệp nói gì về con người thật của MC Quyền Linh? Trịnh Kim Chi đánh giá Quyền Linh là người trọng sự nghiệp, còn Hạnh Thúy Cát Tường nhận thấy đồng nghiệp là người sống tình nghĩa. Quyền Linh đã có hơn 20 năm hoạt động trong làng giải trí Việt Nam với nhiều vai trò như diễn viên, MC, đạo diễn, giám khảo game show. Nhờ chăm chỉ làm việc và tích góp ở độ tuổi 49, Quyền Linh được gọi là MC giàu nhất Việt Nam khi sở hữu biệt thự chục tỷ cùng khối tài sản giá trị. Ngoài việc khiến không ít người tự hào về cuộc sống giàu có, mái ấm hạnh phúc bên bà xã là doanh nhân Dạ Thảo. Nam nghệ sĩ sinh năm 1969 còn gây bất ngờ bởi lối sống giản dị, thích đi dép tổ ong, ăn uống đạm bạc và thường xuyên giúp đỡ người nghèo. Trong mắt các đồng nghiệp nữ, Quyền Linh luôn ngợi ca là người trọng sự nghiệp, sống rất khác biệt nhưng luôn tình nghĩa. Trịnh Kim Chi, Quyền Linh mặc cảm gia cảnh nhưng trọng sự nghiệp. Thời điểm chưa nổi đình đám, Quyền Linh từng có mối tình kéo dài 10 năm với á hậu diễn viên Trịnh Kim Chi. Tuy nhiên vì những quan điểm khác nhau trong cuộc sống, cặp đôi này chia tay trong sự tiếc nuối của rất nhiều người. Từ khi đường ai nấy đi, Trịnh Kim Chi, Quyền Linh vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định và không muốn nhắc lại chuyện cũ vì ai cũng đã có cuộc sống riêng. Song trong bài phỏng vấn trên báo Đẹp từ năm 2007, Trịnh Kim Chi từng thẳng thắn tiết lộ khoảng thời gian gắn bó với nam MC đa tài. Á hậu sinh năm 1972 kể rằng Quyền Linh từng mặc cảm vì gia đình nghèo khó. Nhiều lúc không muốn cô về quê thăm nhà người yêu, nhưng vì tình cảm, Trịnh Kim Chi không ngại đến gặp gia đình Quyền Linh, thậm chí còn lo đám cưới cho em ruột bạn trai chu đáo từ đầu đến cuối. Đến độ tuổi cả hai cần phải lập gia đình, Trịnh Kim Chi cho biết Quyền Linh vẫn muốn phải có sự nghiệp, có tiền rồi mới cưới. Cũng chính vì những hoài bão riêng, những cuộc tranh luận không thể đồng lòng và việc Quyền Linh phải thường xuyên đi làm xa để kiếm thêm thu nhập, mối quan hệ không được cái kết viên mãn. Những bực mí ít ỏi của Trịnh Kim Chi cũng phần nào cho thấy Quyền Linh từng rất cố gắng vượt khỏi cảnh nghèo khó và muốn người bạn đời của mình có cuộc sống đàng hoàng êm ấm sau hôn nhân. Khi đã có được vị trí nhất định trong showbiz, chính Quyền Linh cũng thừa nhận thời nghèo khó, anh khó tìm được người yêu mình chân thật như Trịnh Kim Chi. Đồng thời anh cũng tiết lộ chuyện lao vào công việc, chỉ muốn có kinh tế vững, nhà cửa đàng hoàng rồi mới cưới xin chứ không màng đến chuyện nổi tiếng khi theo nghiệp diễn. Cát Tường, Quyền Linh sống tình nghĩa hết lòng vì đồng nghiệp. Quyền Linh và Cát Tường là cặp MC ăn ý trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuy nhiên đằng sau những buổi ghi hình chung, Quyền Linh Cát Tường còn là đôi đồng nghiệp thân thiết. Ít ai biết rằng ngoài công việc MC, Cát Tường còn duy trì đam mê bộ môn kịch và tự đầu tư nhiều vở diễn hoành tráng. Những lúc chứng kiến đàn em tất bật từ việc học tập, sắp xếp đoàn bán vé, Quyền Linh đã chủ động động viên để Cát Tường có thêm động lực. Dịp Tết năm 2016, Cát Tường cũng từng buồn bã vì không có tiền để đầu tư vở nhà kịch Tấm Cám. Thậm chí cô quyết định bán mảnh đất ở Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh với hy vọng có tiền trang trải nhưng không ai mua suốt thời gian dài giao bán. Nhớ lại khúc khó khăn, Cát Tường không bao giờ quên cách sống tình nghĩa hết lòng vì đồng nghiệp của Quyền Linh. Cô kể lại rằng, chỉ sau khi nghe mình than thở, Quyền Linh nhanh chóng mua mảnh đất và trả thêm cho cô 150 triệu, dù không biết vị trí ở đâu. Chính sự giúp đỡ kịp thời đó, Cát Tường thực hiện được điều mà cô mong muốn. Rất nhiều năm sau này, cô luôn coi Quyền Linh như một ân nhân, dù phía nam MC coi đó là việc không có gì to tát. Bên cạnh Cát Tường, Quyền Linh cũng từng đứng ra giúp đỡ, kêu gọi Mạnh Thường Quân và đồng nghiệp ủng hộ hai nghệ sĩ Thành Lũy, Nguyễn Hoàng trong giai đoạn điều trị bệnh hiểm nghèo. Hạnh Thúy, Quyền Linh là người kỳ lạ, có những việc làm không hiểu được. Mới đây, diễn viên Hạnh Thúy chia sẻ trên trang cá nhân bài viết có nội dung Quyền Linh là nghệ sĩ đầu tiên đăng ký hiến tạng cho đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Chợ Rẫy. Chú thích cho cập nhật của mình, Hạnh Thúy viết: anh Quyền Linh là người kỳ lạ, bởi những điều anh làm nhiều người không hiểu được, kiểu như là người rất nhiều tiền nhưng đi dép tổ ong, với anh là đặc sản, luôn hiền hòa với đồng nghiệp hay nâng đỡ những đứa em khi có điều kiện mà ít suy nghĩ gì. Anh hay than cả năm chả bao giờ có cơ hội mua quần áo vì tính anh không mặc xe xua, mà các đơn vị may mặc gửi tặng anh một năm cả trăm bộ quần áo lại phải kiếm người tặng kẻo phí. Một ông nông dân chân chất rất chân thật, lại là gương mặt đại diện nhãn hàng nhiều bậc nhất Việt Nam từ thượng lưu đến bình dân. Nhớ mấy năm đi hội chợ làng Việt Nam chất lượng cao ở các tỉnh miền Tây, thấy hình ảnh anh tràn ngập ở các bảng quảng cáo của các cửa hàng, đến nỗi mình nói đùa chợ này là chợ anh Linh. Đi tới đâu bà con súng ngay vuốt tay, ngắm nghía, dòm mặt đến no thì thôi. Các vị lãnh đạo thì gặp anh cứ thân thuộc như người nhà. Linh đâu em? Linh đây nè, Linh ngồi đây. Và ai cũng vui khi được trò chuyện với anh, không hề có chút ngôi sao nào. Nhưng ánh sáng thực ra lung linh hơn bất cứ ngôi sao nào. Không chân dài, không son phấn, không hào nhoáng. Cũng chả thèm cạnh tranh, đấu đá hay lăng xê chiêu trò. Quyền Linh cứ làm người ta mãi chẳng thể nào hiểu được, nhưng hiểu hết chỉ với một câu lý giải ngon gọn: Quyền Linh mà. Cùng gia đình về quê, chị em đều mang theo con nhỏ. Quay sang nhà Phương mới bất ngờ,
Nhiều người cũng tỏ ra thắc mắc khi không thấy Trường Giang xuất hiện bên nhà Phương. Sau đợt nghỉ lễ dài thì mới đây nhà Phương đã cùng bố mẹ ruột và anh chị em trong gia đình về quê ở Đắk Lắk. Trong chuyến đi này, đại gia đình nhà Phương đều có mặt đông đủ, duy chỉ có Trường Giang là vắng mặt. Nhiều người không khỏi thắc mắc khi không thấy Trường Giang đi cùng bà xã. Chị gái nhà Phương đăng tải hình ảnh gia đình cùng về quê lên trang cá nhân và nhanh chóng nhận được sự chú ý từ phía cư dân mạng. Trong chuyến đi này, em dâu và em gái nhà Phương đều mang theo con nhỏ. Chỉ có mình nhà Phương là thảnh thơi đi người không. Cư dân mạng đặt nghi vấn phải chăng Trường Giang không đi cùng là vì phải ở nhà chăm con. Bên cạnh đó, cũng có một số người nhầm lẫn cho rằng đứa bé mà em gái và em dâu nhà Phương bế trên tay là con của nữ diễn viên. Tuy nhiên, có điều đó không phải là con của vợ chồng Trường Giang nhà Phương. Trước đó Trường Giang nhà Phương được bắt gặp tình cảm đi ăn quán vỉa hè. Dù ăn mặc đơn giản nhưng cả hai rất đồng điệu dễ thương. Nhà Phương còn gây chú ý với chiếc túi xách, hàng hiệu nhỏ nhưng đắt giá. Mười khó còn tranh thủ ngày nghỉ thắp tùng bà xã đi làm đẹp, kiên nhẫn ngồi chờ nhà Phương chăm sóc sắc đẹp. Trường Giang dù phải ngồi đợi vợ làm đẹp vẫn rất hớn hở. Bộ đôi đình đám nhất showbiz được nhận ra và xin chụp ảnh cùng. Loạt khoảnh khắc đáng yêu tan chảy của quý tử 6 tháng tuổi nhà nam diễn viên Kính Vạn Hoa. Loạt khoảnh khắc đáng yêu với bộ đồ body của quý tử nhà nam diễn viên Kính Vạn Hoa khiến fan thích thú. Loạt khoảnh khắc tan chảy biến thành chú bé đội mũ đáng yêu với bộ đồ body của quý tử nhà nam diễn viên Kính Vạn Hoa. Sau 2 năm yêu đương và sống chung dù chưa đám cưới, quý rờm Kính Vạn Hoa lên chức bố và đón con trai đầu lòng trong niềm hân hoan vào tháng 10, 2018. Được biết, con trai cưng của vợ chồng nam diễn viên vừa tròn 6 tháng tuổi và đang là mối quan tâm hàng đầu của Ngọc Trai thời điểm hiện tại. Mới đây nhất, vợ nam diễn viên vừa khoe loạt ảnh khoảnh khắc cực đáng yêu của con trai đầu lòng trong bộ ảnh đánh dấu kỷ niệm quý tử được 6 tháng tuổi đáng yêu thế này. Trộm vía, Búp sở hữu đôi mắt tròn xoe, gương mặt bụ bẫm và luôn tươi rói. Cậu bé được ba mẹ đặt tên thân mật là Búp. Mọi trạng thái, cử chỉ của cục vàng đều được bố mẹ chụp lại để lưu giữ kỷ niệm. Hình ảnh đáng yêu của bé Búp, con trai của nam diễn viên Ngọc Trai. Khi ngủ, Búp cũng cười khiến cư dân mạng thích thú bình luận, muốn ôm về nuôi con rể của mẹ. Bàn chân cũng bụ bẫm và đáng yêu, ai cũng muốn cắn. Chỉ mới 6 tháng tuổi nhưng con trai nam diễn viên nhận được khá nhiều lời khen từ bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ. Những khoảnh khắc đáng yêu hàng ngày của bé Búp luôn được Ngọc Trai và vợ thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân. Dù còn nhỏ nhưng bé Búp được nhận xét là sở hữu nhiều nét giống bố. Những hình ảnh của bé luôn thu hút sự chú ý vì quá đáng yêu. Không còn là chàng trai độc thân, giờ đây nam diễn viên đã trở thành ông bố bỉm sữa. Điều này càng thấy rõ hơn khi cậu quý tử chào đời, anh có thể làm mọi thứ từ A đến Z trong chuyện chăm sóc bé. Ru ngủ, thay tã, giặt quần áo cho bú sữa, dường như những công việc này anh đều làm giúp vợ. Hiện tại mọi người đang mong ngóng về lễ cưới của Ngọc Trai và vợ. Theo những gì Ngọc Trai chia sẻ thì anh muốn thực hiện lễ cưới ở một thời điểm thích hợp hơn để anh có thể tự tay lo liệu hết mọi thứ. Hương Giang đăng ảnh nhưng cảnh báo fan đừng xem tấm cuối và sự thật ngã ngửa, đúng là hoa hậu hết nhiệm kỳ có khác. Đúng là như tuyên bố của Hương Giang, khi hoa hậu đã hết nhiệm kỳ thì bất chấp hình tượng tự dìm hàng bản thân như thế này. Hành trình một năm trên vị trí đương nhiệm hoa hậu chuyển giới quốc tế đã chính thức khép lại với Hương Giang. Một năm không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng nó đủ để cho người đẹp thể hiện bản thân, nhan sắc xinh đẹp và trí thông minh đến công chúng. Đặc biệt hơn hết là đưa cộng đồng LGBT đến gần hơn với công chúng bằng một ánh mắt đầy thiện cảm hơn xưa. Ngay từ thời điểm kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu, Hương Giang đã tuyên bố hãy để xem Hoa hậu hết nhiệm kỳ như thế nào, và quả thật cô nàng thật sự lầy lội hơn trước gấp nhiều lần, không cần fan dìm hàng mà tự dìm bản thân để mua vui cho người hâm mộ. Trong loạt ảnh mới nhất đăng tải trên trang cá nhân, bên cạnh những bức hình xinh đẹp, thần thái đỉnh cao như thường lệ, Hương Giang không quên bonus thêm bức hình đê mê, với mắt lim dim, mơ màng đầy khó hiểu. Nhiều fan ngay lập tức bình luận trêu cô nàng rằng đúng là hoa hậu hết nhiệm kỳ có khác, hình tượng có là gì đâu. Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh việc khiến nhiều người phải thoát cuồng vì nhan sắc ngày càng mặn mà, Hương Giang còn là cây hài nổi tiếng của showbiz Việt với những phát ngôn hài hước nhưng đầy duyên dáng. Cùng với đó là những trò đùa để chọc cười fan cũng duyên không kém. Thứ đều ổn và xinh đẹp đúng không? À mà quên tấm này đi nhé. Con trai hot boy nhà nghệ sĩ Nhân Hồng Vân đổ vào trường điện ảnh danh giá của Mỹ. Khôi Nguyên, con trai nghệ sĩ Nhân Hồng Vân, đã đạt được thành tích cao khi đổ vào trường điện ảnh top 5 Hoa Kỳ, khiến cô vỡ òa hạnh phúc. Sau thời gian du học, Khôi Nguyên đem về niềm tự hào cho mẹ khi đổ vào trường điện ảnh top 5 Hoa Kỳ, khiến nghệ sĩ Nhân Hồng Vân vỡ òa hạnh phúc. Con trai của nghệ sĩ Nhân Hồng Vân, Khôi Nguyên,
là con trai riêng của cô với người chồng đầu. Từ nhỏ, cậu bé đã sang Mỹ du học với chị gái xí ngầu. Không chỉ sở hữu năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm, Khôi Nguyên còn lộ rõ khả năng hát diễn hài chuyên nghiệp. Khi còn nhỏ, cậu và các bạn đã thành lập nhóm nhạc để biểu diễn trong những sự kiện của trường. Lớn hơn một chút, Jeffy thực hiện các clip cover và tạo được sự chú ý của cộng đồng mạng. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân vỡ òa thông báo tin có người nối nghiệp khi con trai đổ vào trường điện ảnh, một trong năm ngôi trường danh giá của nước Mỹ. Vỡ òa với niềm vui với thằng con trai của ba mẹ Hi Hi, vậy là ba con đã có hậu duệ rồi, không bỏ công những góp nhặt tích lũy con hả. Chúc mừng cha con mấy người nha nha, ganh tị với ông Tuấn Anh quá nè, nữ danh hài ganh tị với chồng. Được biết, thành tích xuất sắc của con trai nghệ sĩ nhân Hồng Vân cũng đã được đăng tải trên page của trung tâm nơi Khôi Nguyên là đạo diễn trẻ ở đây. Trung tâm chúc mừng đến với đạo diễn trẻ của trung tâm Đậu Thanh Khôi Nguyên. Tỷ lệ nhận vào trường là 10% trên tổng số sinh viên ngành điện ảnh của toàn nước Mỹ, vừa được nhận vào trường điện ảnh top 5 của Hoa Kỳ. Vẫn tiến và luôn thành công nhé, lời chúc mừng trên page của trung tâm Đậu Thanh. Chapman University là một trong hai trường đại học lớn nhất của California và là trường tư về điện ảnh lớn nhất bang California. Trường học được công nhận là một trong 10 trường điện ảnh hàng đầu thế giới. Con trai nghệ sĩ Dương Hồng Vân sinh năm 1997, cao 1m80, sở hữu ngoại hình điển trai. Cách đây không lâu, Khôi Nguyên từng về nước cùng mẹ tham gia một cuộc thi hát dành cho gia đình nghệ sĩ và đoạt giải quán quân. Khán giả hy vọng trong tương lai, con trai nghệ sĩ Dương Hồng Vân sẽ có những sản phẩm chất lượng để phục vụ khán giả.